Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ xử lý bộ máy nhà nước 3 trong 1 quá cồng kềnh như thế nào? Trong những ngày gần đây, mạng xã hội của người Việt Nam đã xôn xao trước điều phàn nàn của Tổng Bí thư Tô Lâm khi cho rằng bộ máy cứ cồng kềnh hiện nay thì làm sao chịu được. Truyền thông nhà nước đưa tin vào ngày 31 tháng 10, nêu ý kiến thảo luận tổ của Quốc hội, ông Tô Lâm đã cho rằng bộ máy nhà nước hiện nay quá cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả, do đó phải sắp xếp, phải tinh gọn lại. Theo ông Tô Lâm, hiện nay ngân sách nhà nước đang chi khoảng gần 70% chỉ để trả lương, chi thường xuyên phục vụ cho bộ máy hoạt động. Ngân sách đã nuôi nhau hết, còn 30% còn tiền đâu thì có thể phát triển, lo củng cố quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội đây. Công luận thấy rằng trong khi ở các quốc gia khác, chi phí thường xuyên cho các hoạt động của bộ máy nhà nước cũng chỉ trên dưới 40%. Số còn lại trên 50% ngân sách sẽ được sử dụng để phục vụ cho phát triển như quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế, an sinh, xã hội. Đó là chưa kể thâm hụt rất lớn do tình trạng tham nhũng, hối lộ của các quan chức lãnh đạo từ trung ương đến địa phương. Cách đây hơn 30 năm, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Tế cũng được phát biểu trước Quốc hội như sau: ngân sách của ta phải nuôi đến 3 bộ máy thì sức nào chịu cho được. Được biết, 3 bộ máy mà cựu Bộ trưởng Hồ Tế nói đến đó là bộ máy đảng, bộ máy nhà nước và bộ máy các đoàn thể, quần chúng, mặt trận tổ quốc, và thực chất là cánh tay nối dài của đảng. 3 bộ máy vừa kể trên rất cồng kềnh và cần chi phí nuôi dưỡng rất tốn kém. Theo đó, tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức từ trung ương đến tận thôn xóm và bộ máy chính quyền cũng tương tự như vậy. Bên cạnh đó, bộ máy đoàn thể, quần chúng, mặt trận tổ quốc tưởng như để trang trí cho vui, nhưng cũng tiêu tốn một kinh phí rất nặng nề. Đáng kể nhất, cái gọi là mặt trận tổ quốc Việt Nam cũng có bộ máy từ trung ương xuống tận xã, phường và đều ăn lương từ ngân sách. Chưa kể đến các hội nhà văn, hội sân khấu điện ảnh mang tính chuyên ngành, vậy mà cũng có bộ máy từ trung ương xuống đến cấp tỉnh. Vào năm 2019, ông Hữu Thỉnh là Chủ tịch Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã từng vui mừng tuyên bố: nhà nước vẫn nuôi anh em chúng ta. Đây là hệ quả của chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo toàn diện, bao trùm đến hết tất cả mọi lĩnh vực trong xã hội. Việc tinh giản bộ máy nhà nước đã được hô hào suốt mấy chục năm qua, nhưng chẳng thấy tinh gọn hơn, mà ngược lại chỉ thấy phình to hơn trước. Công luận thấy rằng chưa từng có Tổng Bí thư nào của Đảng dám mạnh dạn công khai nói ra sự thật này như ông Tô Lâm. Nhưng tại sao Bộ Công an dưới thời của cựu Bộ trưởng Tô Lâm từ năm 2016 cho tới đây đã chi ngân sách lớn hạng thứ hai chỉ sau Bộ Quốc phòng? Cụ thể, chi ngân sách cho Công an là hơn 113.000 tỷ đồng, gấp 13 lần ngân sách cho Y tế và Giáo dục. Điều đó cho thấy những tuyên bố hay phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm hoàn toàn mang tính chất tùy hứng, không phải là những chủ trương sâu rộng và mang tính chiến lược. Vậy tại sao một bộ máy như nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn tồn tại cả mấy chục năm qua? Đây là câu hỏi được đặt ra. Câu trả lời đó là người dân Việt Nam đã bị nhà nước bắt buộc giảm các tiêu chuẩn an sinh xã hội mà lẽ ra họ phải được hưởng. Việc cắt giảm ngân sách chi cho y tế và giáo dục và đưa ra cái gọi là xã hội hóa y tế và giáo dục. Ngoài ra, dễ nhận ra nhất là việc tăng giá điện thường xuyên. Tất cả các việc làm kể trên nhằm mục đích duy trì sự tồn tại của một bộ máy nhà nước 3 trong 1, quá cồng kềnh và thiếu hiệu quả như ngày nay. Tại sao du học sinh Việt Nam khi học xong lại không muốn về nước? Du học là một ước mơ lớn của giới trẻ Việt Nam từ xưa tới nay, nhưng đa số các du học sinh khi có cơ hội du học ở nước ngoài sẽ chọn con đường ở lại. Đây là vấn đề nạn chảy máu chất xám và sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp phát triển kinh tế và chính trị xã hội tại Việt Nam. Vào ngày 30 tháng 10, tờ báo Vietnam Express đưa tin khoảng 80% du học sinh tự túc không về nước. Bản tin cho biết theo Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao, có khoảng 70-80% du học sinh tự túc ở lại nước ngoài làm việc sau khi học xong với lý do vì thu nhập cao, đãi ngộ tốt. Một trong những cuộc thi vinh danh nhiều nhân tài như đường lên đỉnh Olympia Việt Nam, nhưng thường được gọi trạch đi là đường lên đỉnh Olympia cho nước Úc. Vì cho đến nay, trong số các nhà vô địch Olympia được du học ở nước Úc, chỉ có 3 nhà vô địch chịu trở về Việt Nam. Trường hợp nam sinh viên nổi tiếng Chu Ngọc Quang Vinh, người tham gia chương trình đường lên đỉnh Olympia đã công khai tuyên bố như sau: mục tiêu của em là tìm mọi cách để sau này được sống ở nước ngoài. Theo dữ liệu của Bộ Giáo dục Úc, tính đến tháng 7 năm 2024, có khoảng 37.000 sinh viên Việt Nam đang du học tại đây, xếp ở vị trí thứ 5 trong số sinh viên quốc tế du học tại Úc. Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Ngọc Hòa trước đây đã từng đặt câu hỏi tại nghị trường Quốc hội về việc
vì sao đa số sinh viên Việt Nam đi du học và chọn con đường ở lại. Ông Hòa cũng dẫn chứng việc các học sinh nhận được học bổng sang Úc du học từ cuộc thi đường lên đỉnh Olympia và đa số trong số họ không quay về nước sau khi kết thúc chương trình này. Tuy nhiên, cho đến nay, nhà nước Việt Nam vẫn chưa tìm được câu trả lời cho công luận. Qua tìm hiểu, phóng viên nhận thấy nhiều sinh viên Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình ở nước ngoài quyết định không trở về nước vì một số lý do như sau. Ở các nước phát triển, cơ hội làm việc và mức thu nhập cao hơn đáng kể so với Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực kỹ thuật cao như công nghệ thông tin, y tế, tài chính và nghiên cứu khoa học. Ở lại làm việc cho các quốc gia phát triển không chỉ giúp cho họ có nguồn thu nhập cao mà có cơ hội để học hỏi và phát triển khả năng, kỹ năng chuyên môn trong môi trường quốc tế. Nhiều du học sinh cho rằng các quốc gia phát triển có điều kiện làm việc và cơ sở vật chất, văn hóa, công sở tốt hơn, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển cá nhân. Ở tại nước ngoài, họ có cơ hội phát triển sự nghiệp ổn định hơn và các chính sách đãi ngộ, phúc lợi tốt hơn ở Việt Nam rất nhiều. Các quốc gia như Mỹ, Canada, Úc hay nhiều nước châu Âu có các chính sách định cư hấp dẫn, cho phép sinh viên nước ngoài sau khi học xong có thể ở lại làm việc và nộp đơn xin thẻ cư trú. Quyền lợi này giúp cho các học sinh có cơ hội trở thành công dân hoặc cư dân lâu dài, ổn định cuộc sống. Ngoài ra, một số vấn đề hấp dẫn và thu hút học sinh sinh viên Việt Nam muốn ở lại đó là dịch vụ công sở như hạ tầng, dịch vụ y tế, giáo dục và an sinh xã hội, tạo điều kiện thuận lợi môi trường sống tốt hơn rất nhiều cho gia đình của họ. Sau một thời gian sống học tập ở nước ngoài nhiều năm, nhiều du học sinh đã quen với văn hóa, lối sống và xã hội nước sở tại. Việc quay trở lại Việt Nam có thể gây khó khăn, trong khi ở lại nước ngoài có thể giúp họ duy trì lối sống mà họ cảm thấy phù hợp. Người Việt Nam có câu đất lành chìm đậu, và có người ta cũng đâu cũng vậy. Ở đâu có môi trường sống tốt, an toàn và bình yên, mọi người sẽ chủ động tìm đến để nương náu, sinh sống. Hy vọng đây là câu trả lời của Thời báo chấm đê trong Tổng Bí thư Tô Lâm và Ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam để hiểu ra các giải pháp thiết thực. Cựu Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường bị khởi tố bắt tạm giam. Sự thật hay tin đồn? Trái ngược với thông báo của Văn phòng Quốc hội cho biết, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Tổng Thư ký Quốc hội, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã được xem xét cho nghỉ hưu sớm theo nguyện vọng ở tuổi 59. Thông báo của kỳ họp lần thứ 49 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết đã xác định những vi phạm, khuyết điểm của ông Cường xảy ra trong thời gian ông làm Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giai đoạn tháng 7 năm 2019 cho đến tháng 5 năm 2021. Trong thời gian này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã để xảy ra vi phạm rất nghiêm trọng. Theo đó, ông Bùi Văn Cường đã vi phạm quy định trong việc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông thành phố Buôn Ma Thuột, cũng như trong thực hiện một số dự án điện năng lượng mặt trời, điện gió đã vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương đánh giá, những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát lớn tiền, tài sản của nhà nước, không có khả năng thu hồi, gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng đến mức phải thi hành kỷ luật. Được biết, gói thầu số 3 khởi công vào ngày 9 tháng 12 năm 21 có liên quan đến tập đoàn Thuận An. Và cho dù ông Bùi Văn Cường đã rời ghế Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk trước ngày khởi công, nhưng giai đoạn đấu thầu, chấm thầu và công bố kết quả trước đó đều do ông Bùi Văn Cường trên cương vị Bí thư Tỉnh ủy quyết định. Mới đây nhất, trên mạng xã hội có tin đồn, ông Bùi Văn Cường đã chính thức bị bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ. Tuy nhiên hiện nay, ông Cường vẫn là Ủy viên Trung ương Đảng, nên không thể công bố chính thức mà cần chờ thủ tục để Ban chấp hành Trung ương Đảng tiến hành miễn nhiệm trong hội nghị bất thường sắp tới. Theo giới thạo tin, với những diễn biến mới nhất kể trên, có thể khẳng định sự nghiệp chính trị của Bùi Văn Cường coi như đã chính thức hạ màn. Sinh năm 1965, hiện ông Cường 59 tuổi. Nếu so với các lãnh đạo chủ chốt hiện nay, thì ông Cường còn khá trẻ mà vẫn có thể tiếp tục thăng tiến trong tương lai. Ông Bùi Văn Cường bị mất chức có liên quan đến cựu Chủ tịch Quốc hội, ông Vương Đình Huệ, và vụ việc nhận hối lộ từ tập đoàn Thuận An. Đó là vụ trợ lý của Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đã bị khởi tố và bắt tạm giam vào tháng 4 năm 2024. Trợ lý Phạm Thái Hà đã nhận một khoản tiền hối lộ lên đến 2,2 ngàn tỷ đồng, tức là khoảng 80 triệu đô la từ tập đoàn Thuận An. Vụ ông Phạm Thái Hà bị Bộ Công an khởi tố bắt giam được cho là đã dẫn tới việc Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bị mất chức. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không công bố rõ ràng Chủ tịch Huệ bị thôi chức vì lý do gì. Thời điểm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội ông Phạm Thái Hà bị bắt, khi đó ông Bùi Văn Cường đang giữ chức Bí thư Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội kiêm Tổng Thư ký Quốc hội.
Nếu xét về quan hệ trong công việc, thì ông Bùi Văn Cường cũng là lãnh đạo trực tiếp của ông Phạm Thái Hà. Được biết, sự thăng tiến thần tốc và nhanh chóng của ông Bùi Văn Cường được cho là có bàn tay giúp sức tích cực của ông Vương Đình Huệ, một nhân vật thân cận của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Vương Đình Huệ đã từng là ứng viên hàng đầu cho chức vụ Tổng Bí thư và là người kế nhiệm được ông Trọng chỉ định. Dù với những sai phạm lớn vừa kể trên, nhưng không hiểu vì lý do gì, cựu chủ tịch Vương Đình Huệ vẫn có thể kéo dài và kéo Bùi Văn Cường về Quốc hội để giữ các chức trách lớn như chức Tổng Thư ký Quốc hội kiêm chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa 15. Quý vị và các bạn phải theo dõi bản tin cựu Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường bị khởi tố bắt tạm giam, sự thật hay tin đồn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de